19 cân thì tính ra nó phải là gần 1 tỷ. Nhưng đấy gọi là cái phôi gọi là... Alo. Vâng, em Quảng đây. Vâng, vâng, anh đang ở đâu rồi nhỉ? Anh đi xe gì đây anh? À, vâng, 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 vâng. Em chào anh nhá. Vâng. Chào anh. Thế là hôm nay là anh ấy mang cục gỗ đến cho em xem anh. Vâng, cái tiền thẻ thì em làm cái clip thì anh đeo cái mic cho em nhá. Vâng. Thế là mình là đi từ đâu đến đây anh? Em từ dưới Giao Thủy lên. À, từ Giao Thủy Nam Định anh. Vâng. Vâng. Thế cục này là cục gì đây? Em đây là em thì trước thì em bảo là đây là cái gỗ mà em ở bên Đài Loan về, nó là dòng Hinoki. Hinoki. Ở Việt Nam mình thì gọi là bách vàng hoặc là hoàn vàng. À, hoàn vàng vàng. Thì anh cứ mang vào đây để em kiểm tra cho anh. Có nặng lắm không anh? Chứ không nặng lắm. Vâng. Đây là một anh ấy cũng là liên hệ mình qua TikTok. Là hôm nay anh mang cái cục gỗ xuống, anh bảo là hoàng làn vàng, bây giờ mình kiểm tra luôn. Anh mang vào trong này chưa? Để đây được rồi chứ? Vâng, anh để đây luôn để em có đồ nghề em kiểm tra luôn ạ. Để anh test thử xem. Đây đây, em xem là lấy cái đục. Là cây này là anh lấy bên Đài Loan về anh. Em lấy bên Đài rồi. Nhiều dầu thế nhỉ, loại này mở ra cái là đã thấy là cái chất gỗ nhiều dầu đấy. Anh tên là gì nhỉ? Quên mất tuổi tên. Tên Tuyển. À, anh Tuyển. Vâng, vâng. Anh bỏ ra. Mở ra là thấy đây là cái chất gỗ thì là nó có màu vàng. Và thứ hai là nó có nhiều những cái vòng vân, nhiều mạch dầu này. Em sờ vào thì đúng là nó dính cái tay, loại này đúng là cây gỗ nó nhiều dầu thật. Cái dòng gỗ thơm thì nó nhiều dầu. Hoàng đàn vàng anh. Dạ vâng. Thực sự là em nhìn sơ qua như này thì đây nó không phải là hoàng đàn tuyết đặc sơn như cái loại mà em hay đi mua. Đúng rồi, đúng rồi. Còn đây là một cái phôi gỗ gọi là hàng sụn. Rồi, thì đây là cái sụn cái phần da bên ngoài. Thì như cái cây gỗ này thì nó cũng phải là trải qua rất là nhiều năm rồi, cả hàng nghìn năm tuổi anh ấy. Thì bây giờ em cứ tạc thử ra xem một chút anh nhé. Cứ tạc thử xem rồi. Bởi vì là mình phải ngửi mùi mới biết được, chứ hoàng đàn nó đặc biệt nhất là cái mùi thơm mà. Tạc một chút nhé. Dạ vâng, ok. Tạc ra cái đúng là nhìn cái chất gỗ nó cũng mịn, và thứ hai là nó nhiều dầu thật. Cái mùi này nó lồng anh ạ. Mùi này thì nó không có gì là mùi gọi là ngọc am. Em thấy giống mùi ngọc am mà thật anh ạ. Đây, anh gửi xem này, nó rất là nó thơm nhưng mà nó thơm lồng. Đúng rồi. Cái này mùi là mùi rất là lồng. Đúng rồi. Cái gỗ này nếu mà bây giờ bỏ ra tầm hơn trăm năm không bao giờ mất mùi nữa. Gỗ này không mất mùi nữa. Đúng là loại phôi này thì nó nhiều dầu thật. Em nhìn thấy đây là bản thân ra là cái trên cái phôi gỗ đây thì mình sờ vào mình đã cảm thấy là độ dính rồi. Nó đậm dầu luôn. Thì đây này. Đây này, em cho anh xem này ngọc, nó giống y xì cái mùi này của cái gỗ ngọc am này. Đây này. Đấy, đây. Cái cục gỗ này đây. Đây là ngọc am của Lào. Đây này, em cho anh xem này. Đấy. Đấy, em tạc một chút cho anh ngửi nhé. Đây. Đây anh. Đấy. Nó mùi nó. Nhưng mà cái loại là cây này thì đây là của em là để nó lâu nó khô rồi. Thế nên là mùi nó sẽ nhẹ hơn một chút. Như loại này của anh thì là cây gỗ nó vẫn còn tươi và nó nhiều dầu. Thì là mùi nó đậm hơn. Thì nó giống mùi ngọc am. Thì bản thân ra là cái tên gọi ngọc am, cây gỗ ngọc am thì nó cũng có tên gọi là cây gọi là hoàng đàn rủ. Đấy, nó có đặc tính, nó vẫn là họ nhà thông. Nó họ gần nhau, thế nên là cây gỗ có mùi hương thơm. Thì cây này thì đây thì bản thân ra nếu như mà khách chơi mà không biết ấy, mà chỉ biết đến ngọc am hay hoàng đàn trước đó ấy, thì kể cả anh có làm cục này lên thì người ta ngửi người ta vẫn bảo ngọc am. Nhưng mà là đây là anh bảo là cái cây gì ở bên Đài Loan nhỉ? Hinoki. Hinoki. Dòng Hinoki. À, dòng Hinoki đúng không? Vâng, nói chung cây này là cũng rất là thơm. Thì nó cũng là một cái cây gỗ quý thôi. Nhưng mà để mà so với cả hoàng đàn tuyết đằng sơn thì nó sẽ, em nghĩ là mùi nó sẽ không sướng bằng. Anh thì biết mùi của hoàng đàn như nào chưa anh? Em chưa thành, em có thể cho em thử cái. Chưa đúng không anh? Đây này, em cho chị xem luôn. Đây nhá. Đây này.
Cái loại này thì em bán nhiều lắm. Đây, cho anh chị xem luôn đây, anh chị ở đây. Hai anh chị này là đi từ Nam Định xuống đây này. Thế này, cái loại này này. Đây này, cho anh xem luôn này, cái loại này là hàng gọi là đây là siêu nhiều dầu này, chìm thấu quang này, hương ngọt. Thì hôm bữa em ở trên Face thì em cũng xem anh giới thiệu cái hàng chìm thấu quang này. Vâng, anh cảm nhận đi, mùi nó sướng hơn nhầy đúng không anh? Đấy, nó ngọt vị nhân sâm chị ạ. Chị cứ bỏ khẩu trang chị ngửi đi. Còn cái này là thơm, thơm ít hơn. Đấy, cái này thì nó vẫn nhiều dầu chứ thơm ít. Còn đây là cái nhang lụ là em nghiền ra. Thì là như vậy. Thì là để em vẫn thu mua hoàng đàn để em chủ yếu lại. Một em làm tượng gỗ, sau thì em làm các cái vòng như này. Thì thực sự là em ở bên kia thì gỗ Việt Nam thì em thực sự em không rành đâu. Anh là làm việc bên Đài Loan nhiều anh. Làm bên Đài Loan. Làm bên Nam bên đấy. Nhưng mà là đợt này Tết là về đây chơi Tết à anh? Về chơi à? Vâng. Đấy thì như cục này thì bây giờ là anh tính muốn bán hay nhào anh? Thì thực sự là nếu mà nó bán quá rẻ mà ở đây thực sự là ở Việt Nam mình nghĩ là cái gỗ dòng gỗ này hầu như là không ai biết đến, chưa ai biết đến. Thực sự là rất là người ít đến cái dòng gỗ này luôn. Bản thân như Việt Nam ấy thì khách hàng chỉ là tiếp cận đến những dòng gỗ là đấy như là hoàng đàn thượng sơn hoặc là ngọc am thôi. Như cái phôi này thì nó có đặc tính ấy, nó cũng gần giống như ngọc am. Thì chất nhưng mà cái loại này thì chất gỗ nó nhiều dầu hơn. Thì mùi hương thơm nó sẽ được lưu hương lâu hơn. Thì đương nhiên là giá trị nó sẽ là cao hơn so với ngọc am. Thì bản thân như những phôi này thì là bọn em làm ví dụ như ngọc am ấy thì nó sẽ là dao động như hàng thường. Nó sẽ tầm độ là 56.000 một cân. Nhưng mà như cái phôi này thì nó là kiểu phôi sụn ấy. Phôi sụn thì nó cũng kiểu là phôi quý, nó cũng kiểu là độc lạ ấy. Thì ví dụ như hàng lu ngọc am thì nó tầm độ là 300-400.000 một cân. Thì hàng sụn thì nó rơi vào khoảng tầm độ là 100-150 tùy theo đấy, kiểu như phôi này của anh thế. Được cái phôi này của anh nó độc lạ thì nó tính ra nó tầm độ phải 150-200.000 một cân. Kiểu như thế. Bây giờ như nói này, thực sự nếu như bán cái giá đấy ấy, thì thực sự là mình không thể chấp nhận được. Vâng. Em về em kẹt tiền em mới bán này chứ còn đang như cục này nhá, để em thử cân xem nào. Đây, em thử lấy cân luôn nhá. Phôi gọi là lu sụn. Thực sự hàng này là cũng là hàng hiếm. Đây. Xem nào. Nó cũng không nặng lắm đâu. Đấy, phôi nhỏ nhưng mà nó nhiều dầu thì nghe nó nặng. Gần 20 cân. Phôi này là 19 cân. 19 cân thì tính ra nó phải là gần 1 tỷ. Nhưng đấy gọi là cái phôi gọi là lưu sụn hoàng đàn tứ đẳng sơn. Đấy thì nó phải tầm 50 triệu một cân. Nhưng mà ở đây thì phôi này nó là kiểu cái hàng mà như của anh giống kiểu Ngọc Am. Thì Hino đúng không anh? Hino kỷ. Thì nó khoảng tầm độ 150 tính ra nó 1 cân đấy. Thì mình nhân lên nó khoảng tầm độ vài triệu anh ạ. Tầm đấy. Nhưng mà loại này thì ở Việt Nam mình là ít người tiếp cận. Đúng rồi, thực sự là nếu mà nói bây giờ thì mọi người nói thì nói như thế nào nhỉ? Mọi người không biết thì đâm ra mình giờ nói cái gì nó khập khiễng, so sánh kiểu gì nó cũng khập khiễng. Vâng, đôi khi mọi người không hiểu thì đôi khi cứ gần. Nhưng mà em thấy là nó thơm thật và nó giữ được mùi hương. Cái này không phải gỗ tươi nào, cái này là gỗ chết đấy. Đây là gỗ chết đấy, chứ không phải là gỗ tươi đâu. Tạc ra thì nó vẫn nhiều dầu thật. Gỗ này nó có thể lưu ví dụ như bỏ ra 100 năm, ok không mất mùi. Thì như cái vòng này của mình nè cũng là làm từ nó. Vâng. Ở bên đó một cái vòng này đơn giản thôi, một cái vòng này như cái vòng này là tính ra là 21 triệu, tính tiền Việt 21 triệu. Nếu mà vòng này bán ở bên đấy là mình bán là 21 triệu. Vì ở bên Đài thực sự là bên Đài nó đất của nó nhưng mà nhiều khi người Đài không đủ tiền chơi. Vâng. Chỉ bán có nghĩa là mình hình dung là ví dụ như là ở mỗi một nơi thì sẽ có một cái cách chơi khác nhau. Đúng rồi. Bản thân như khách Việt Nam thì đang biết đến là mùi gỗ thơm như hoàng đàn hoặc là trầm là nhiều, nhưng mà đến cái dòng gỗ này thì nó cũng thơm thật, nhưng mà cũng có khả năng là khách hàng họ chưa rành đến chưa chơi. Thì tính ra thì anh bảo là cái này mà là 21 triệu. Thì như bình thường như gỗ đấy bên Đài thì anh bán bao nhiêu cân vậy này? Bọn em không bán cân. Bọn em, bên Đài này bọn em chơi là chơi theo hoa. Theo hoa. Theo hoa. Hoa ví dụ như ở đây như hoa đúng không? Cái này gọi là hoa. Rồi, hoa lu. Hoa lu chứ hoa lu khác, còn uốn lu khác. Tia. Rồi. Ở đấy nó phải sáng, bọn em tính hoa đẹp hay hoa xấu. Thế như bình thường như cục này nào là bên đấy bọn em bán cục này 7 vạn tính ra là 60 triệu. Nhưng mà em gửi thì là có cái kinh nghiệm của em thì gửi là giống mùi ngọc am. Còn để mang về Việt Nam thì khách hàng có yêu thích hay không ấy thì đúng rồi, phụ thuộc vào khách hàng. Thì là anh cũng thông cảm là bởi vì trong nước Việt Nam mình cũng là ít người chơi, và cái mùi thì nó cũng là gần giống như mùi ngọc am ấy. Để bây giờ mà như cái giá mà bảo là giống như bên Đài mà tầm độ là 3 triệu như cái phôi này thì là cũng để trong nước là tương đối khó. Thì em nghĩ là chắc dần dần thì nếu như mà sau nhiều dòng cũng vào thu nhập thì khách hàng người ta cũng sẽ tìm hiểu dần mà người ta sẽ biết thôi anh ạ. Đúng rồi. Nhưng mà cái loại này thì đúng là tinh dầu này đậm hơn ngọc am và lưu được lâu hơn, nhưng nó sẽ là mùi thì là cảm nhận là không sớm vào hoàng đàn, không có khả năng lên tuyết thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Thì là như vậy thì thôi, là em cũng thông cảm là em cũng không thu mua anh ạ. Rồi, ok anh em mình thì là một chút thôi, có vấn đề gì đâu. Nhân tiện đây thì anh đến đấy,
Thì đây là em có cái gọi là vòng đây là vòng của gỗ chắc anh ạ. Dạ. Đây, thì này em muốn kỷ niệm anh nhá. Dạ rồi, em cảm ơn em. Thì đây là cũng có chị đi kèm thì là cũng kỷ niệm chị luôn. Rồi, cảm ơn ha. Cảm ơn cửa hàng ha. Anh nhá. Anh em mình đến đây giao lưu một chút cũng được. Vâng vâng, ok anh. Rồi, chúc mừng em ha. Thì còn cái phôi gỗ Hoàng Đàn Tuyết Lạc Sơn như này. Dạ vâng. Thì là em thì là vẫn đang thu mua. Dạ. Thì nếu như mà anh mà có cái loại Hoàng Đàn Tuyết Lạc Sơn như này, đây là phôi chìm tối qua. Còn đây là cái lụ. Dạ. Đấy. Đây là cái vòng. Này. Thì là cứ mang đến cho em thì em sẽ thu mua cho anh nhá. để em gọi là bán cho một người chơi, một người rất thích chơi này. Vâng. Ngày hôm nay thì rất là vui. Có anh đến nhá. Cảm ơn nhá. Vâng, ok anh. Ok.